cổ nhân có câu Phúc giả, bách thuận, chi danh giã Có nghĩa là người có phúc thì mọi chuyện đều thuận lợi Trăm điều may mắn, nghìn điều tốt lành, vạn sự như ý Người có phúc tướng hay phúc khí là người luôn luôn vui vẻ và an lạc Vậy rốt cuộc phúc khí là gì? Làm thế nào mới tạo được cho mình đức căn phúc tướng? Trên thế gian này, ai cũng mong muốn có một cuộc sống may mắn, tốt đẹp như vậy thì vừa có thể không lo cơm ăn áo mặc vừa có thể giúp đỡ người khác trên đời ai cũng mong vạn sự được như ý nhưng đạt được có mấy khi có người sinh ra được trời xanh ưu ái bình yên lại có người gặp nghèo khó vất vả có người thời trẻ vận hạn long đong nhưng về sau an nhàn hạnh phúc cũng có người sống sung sướng giàu có nhưng lại chịu cảnh thê lương đói khổ tuổi xế chiều người xưa có câu đức năng thắng số nhân thắng thiên có nghĩa là người có phức đức có ý chí phấn đấu sẽ thay đổi được số mệnh thật vậy số phận của mỗi người có tốt hay không phụ thuộc vào chính bản thân họ đứng trước những vất vả của cuộc sống thay vì nghĩ rằng số trời đã định thì hãy bình tâm cố gắng phấn đấu chắc chắn rằng chúng ta có thể thay đổi được số phận không chỉ vậy mà còn có thể tạo ra phúc khí cho bản thân mình và những người xung quanh. Người có phúc thì thường sẽ có 7 đặc điểm sau đây. Thứ nhất, sự lương thiện. Người xưa có câu, nhân chi sơ tính bản thiện, có nghĩa là con người sinh ra ban đầu đã có tính thiện. Thiện đã định sẵn là bản tính vốn có của con người. Khi một ai đó gặp khó khăn sẽ luôn có người sẵn sàng giang tay cứu giúp đây chính là tinh thần tương thân tương ái, cũng là bản thiện của con người. Khi chúng ta giúp đỡ người khác, phúc báo sẽ tự tìm đến chúng ta. Dù một ngày nào đó, sự giúp đỡ này sẽ mang đến cho ta những may mắn bất ngờ. Những người tốt bụng, sống ngày thẳng sẽ nhận được sự may mắn, phúc khí hồi đáp. Họ luôn cảm thấy vui vẻ với người khác, sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai mà không bao giờ nề hà khó khăn. Tuy nhiên, sự lương thiện cần phải đặt đúng chỗ bởi lương thiện quá sẽ trở thành điều ác chỉ có người biết rõ bản thân nên làm gì mới có thể mang đến phúc báu cho mọi người xung quanh và chính mình còn lương thiện một cách mù quáng không phân rõ đúng sai thì chỉ khiến cho vận may bị bào mòn đi mà thôi chuyện xưa kể về chó và hồ ly trời thân với nhau từ bé đến lớn cho đến một ngày có một vị thần chết đến và nói trong các người chỉ có một người được sống Các người hãy ẩn tù tì đi Ai thua sẽ chết Hồ Ly nói rằng cả hai đều ra búa Thì cả hai đều không phải chết Kết quả là Hồ Ly chết Bởi vì chó muốn hy sinh mạng sống của mình Để Hồ Ly được sống Nên đã ra kéo Tuy nhiên Hồ Ly vì muốn lừa chó Nên đã ra lá Và cuối cùng là chó đã được sống Cuộc đời cũng chính là như thế Những người làm việc thiện ắt hẳn sẽ nhận được những điều thiện lành. Ngược lại, khi ta muốn hãm hại người khác cũng chính là hãm hại chính mình. Có người từng nói, rồi có một ngày bạn sẽ nhận ra lương thiện thì khó hơn là thông minh, vì thông minh là bẩm sinh, còn lương thiện là sự lựa chọn. Sống lương thiện là báu vật quý giá nhất của đời người. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng đừng đánh mất sự lương thiện để đổi lấy ít của cải vật chất phi nghĩa. Đừng vì miếng ăn mà chấp nhận đưa chân để dấn thân vào những điều không đúng. Sống lương thiện là một trong tám con đường tạo phúc khí mà Đức Phật đã dạy cho ta. Thứ hai, thái độ bình tĩnh trước những khó khăn. Từ xưa đến nay, người thành công đều là những người đại trí, có thể bao dung rộng lượng cho người khác. Lòng như biển rộng, dung nạp trăm sông ngàn suối. Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng đều trải qua những khó khăn riêng có những lúc ta vui sướng tột cùng nhưng cũng có lúc ta đau khổ mệt mỏi tuy nhiên đứng trước những được mất hơn thua của cuộc đời ta vẫn có thể giữ được thái độ bình tĩnh sắc mặt điềm tĩnh không đổi là điều không dễ dàng lão tử có câu hãy làm cho trái tim của bạn giống như một cái hồ với một bề mặt tĩnh lặng êm dịu và sâu sắc hay người xưa có câu đôi khi Tai họa xảy đến chỉ để khơi dậy sự bình tĩnh đang ẩn sâu bên trong chúng ta. Những người khi bị người khác hoài nghi về năng lực nhưng không hề nổi giận mà vẫn vui vẻ đón nhận. Họ dùng năng lực chứng minh bản thân mình, đó mới là người đại trí tuệ, người sẽ tạo ra được nhiều phúc khí cho bản thân mình. Chuyện kể rằng, khi xưa có một vị phú thương, vì thời thế loạn lạc nên đã bán hết tài sản của mình để về quê sinh sống tuy nhiên để đề phòng bất chắc ông đã đổi hết tiền thành ngân phiếu và cất vào cán của một chiếc ô mang đi không ngờ rằng trên đường hồi hương lại gặp biến cố khi đó vì quá mệt mỏi nên phú thương đã ngủ lại một ngôi đình trên đường đi sau khi tỉnh dậy ông phát hiện cây rủ chứa toàn bộ tài sản của mình đã biến mất biến cố xảy ra bất ngờ ông dù hoảng hốt nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại ông nhận ra rằng hành lý vẫn còn chỉ có cây rủ là biến mất có thể là có người đã lấy cây rủ kia che mưa chứ không vì mục đích khác sau khi suy nghĩ cẩn thận vị phú thương kia quyết định tìm lại cây rủ của mình bằng cách mở một gian hàng sửa rủ cũ tuy nhiên qua vài tháng ông nhận thấy không có nhiều người đến sửa những cây rủ cũ vì họ thường sẽ mua cây rủ mới để thay sau đó ông đã quyết định mở gian hàng đổi rủ cũ lấy rủ mới quả nhiên người người đến đổi rủ nhiều vô kể. Ít lâu sau đó, có người đã mang cây rủ của ông đến đổi. Cây rủ lúc này đã có hơi cũ, tuy nhiên phần cán chưa số ngân phiếu kia vẫn còn nguyên vẹn. Ông vui mừng khôn xiết nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh nhận lại cây rủ của mình, sau đó tiếp tục hồi hương sống cuộc sống giàu sang, phú quý. Thật vậy, một người khi gặp bất kỳ khó khăn biến cố nào, mặt cũng không biến sắc, bình tĩnh sẽ tìm ra cách giải quyết những khó khăn. Một người lòng không than trách, gặp chuyện không hoảng sợ thì đã đạt được cảnh giới của một người có hàm dưỡng, có trí tuệ. Bởi sự bình tĩnh đó sẽ giúp cho chúng ta có thể nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn, không đưa ra những quyết định sai lầm, tổn hại đến phúc khí của bản thân. Thứ ba, cho đi nhưng không mong cầu nhận lại. Người có thể tạo ra phúc khí cho bản thân là người hay giúp đỡ người khác nhưng không mong cầu nhận lại không ghi nhớ trong lòng bản tính lương thiện của mỗi người chính là tương trợ người khác lúc khó khăn luôn nghĩ rằng giúp người là điều khiến họ vui vẻ cho người khác niềm vui chính là tạo ra cho bản thân nụ cười ngược lại nếu làm điều thiện mà luôn muốn thể hiện điều đó ra và mong cầu sự đáp trả từ đối phương sẽ mất đi ý nghĩa chân chính của người hành thiện người xưa nói rằng cao thượng thay, những người biết mang niềm vui đến cho người khác trong thầm lặng. Cuộc sống này luôn có nhân quả luân hồi, người đời này hết lòng giúp người, không quản ngại khó khăn vất vả, không nề hà chuyện lớn nhỏ, cũng không vụ lợi người khác, ắt sẽ mang lại phúc khí cho mình. Không những vậy, người tốt làm việc tốt còn mang lại may mắn cho bản thân và những người xung quanh mình. Jack Fenney là một tỷ phú nhưng cũng là một người đàn ông vô sản, Ông sở hữu hàng ngàn tỷ đô nhờ công ty của mình, nhưng ông cũng được biết đến như một người không có bất kỳ xe sang hay tài sản xa xỉ nào. Cho đến nay, ông đã góp hơn 8 tỷ đô để hỗ trợ giáo dục, y tế cộng đồng. Sau này, ông đã đóng góp toàn bộ tài sản của mình vào quỹ từ thiện do chính ông sáng lập, Quỹ từ thiện Đại Tây Dương. Ông là một trong rất nhiều tấm gương về việc cho đi nhưng không hề mong muốn nhận lại sự cao thượng của ông đã được duy trì và giúp đỡ cho rất nhiều người trên thế giới. Phúc khí sẽ đến từ việc cho đi nhưng không hề mong muốn nhận lại sự báo đáp. Cho đi với lòng yêu thương và thực sự mong những người xung quanh được hạnh phúc thì phúc đức hẳn sẽ tràn đầy. Thứ tư, biết lỗi của người khác nhưng không oán trách. Từ xưa đến nay, mấy ai có thể biết lỗi lầm người khác gây ra cho mình nhưng không hề oán trách kêu than. Hẳn là bậc đại trí tử bi mới có thể thực hành được điều đó. Người xưa có câu, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại. Có nghĩa là biển có thể thu nạp trăm sông, dùng chứa được nên mới thành xa to lớn. Con người phải có tấm lòng bao dung rộng lớn để có thể bỏ qua các lỗi lầm trong trời đất, đạt được những điều khó đạt được trong thiên hạ. Không nên vì một lỗi lầm của người khác mà đi nói khắp thế gian làm như vậy sẽ tự mất đi phúc khí của mình một người sẽ tạo được phúc khí của mình khi biết cái sai của người khác thì nên khéo léo nhắc nhở họ nếu làm như vậy thì người có lỗi cũng vui vẻ sửa đổi lỗi lầm và tiếp thu kinh nghiệm người đó chắc chắn sẽ cảm kích người nhắc nhở mình như một ân nhân trong quyển bắc tề thư có kể về thời vua thế tông ở nước tề có vị tướng tên là thôi la ông là người hết mực rộng lượng liêm khiết một hôm biết được nhà vua đang cần tìm người phụ tá ông đã đề cử hình thiệu một người bạn của mình sau này hình thiệu đã được vua thế tông trọng dụng tuy nhiên hình thiệu thường xuyên nói nhiều lời xẻm pha về thôi la khiến vua thế tông không vui có một hôm ông bảo với thôi la khanh luôn kể về những điều hay tốt của hình thiệu mà hình thiệu lại chuyên nói xấu khanh khanh quả thực là ngốc thôi là độ lượng nói hình thiệu kể ra những nhược điểm của thần thần nói đến những chỗ hay của hình thiệu hai người nói đều là sự thật không có gì sai cả vua thế tông rất khen ngợi thôi la là người có tấm lòng khoan dung độ lượng với người khác nhưng đối với bản thân thì nghiêm khắc không những bao dung đối với điều thiếu sót của mọi người mà còn thản nhiên đối diện với những điều chưa tốt của bản thân mình cổ nhân có câu nhân vô thập toàn vốn chính là không ai là toàn diện cả làm người trong cuộc đời không tránh khỏi sai sót hôm nay là người khác tương lai có thể là chính chúng ta vậy nên không cần phải coi trọng lỗi lầm của người khác quá vậy mà hãy bao dung đối với lỗi lầm của người khác nhắc nhở cho lời khuyên như vậy thì người người đều vui vẻ lòng ta cũng được thoải mái thành thản nhiều hơn thứ năm nhận được sự giúp đỡ không bao giờ quên từ xưa đến nay, bên cạnh việc cho đi nhưng không cầu nhận lại, thì những người thiện lương cũng là những người nhận được ơn sẽ không bao giờ quên báo đáp. Chuyện kể về một vị tỷ phú tên Trần Sinh. Ông là một cậu học trò trong một gia đình rất khó khăn. Ông từ nhỏ đã chăm ngoan học giỏi, là một tài năng xuất chúng. Sau khi đỗ đại học, ông lại không vui nổi vì gia đình không có đủ điều kiện để cho ông tiếp tục việc học. Lúc bấy giờ, người dân trong làng biết chuyện đã cùng nhau đóng góp và nuôi ông suốt những năm tháng đi học đến lúc ông ra trường. Sau này khi thành công, ông không quên ơn những người đã giúp đỡ mình. Ông quay về và báo đáp ơn nuôi dưỡng của làng, mở trường dạy học, xây dựng nhà cửa cho người trong làng. Những người có phúc khí chính là những người sẽ được người khác giúp đỡ mỗi khi khó khăn. Bên cạnh đó, họ cũng không bao giờ quên được ân huệ của những người đã ra tay giúp đỡ mình. Họ luôn khắc ghi phần tình cảm đó và mong muốn báo đáp ngược lại. Winston Churchill từng nói, chúng ta tồn tại nhờ những gì ta nhận, nhưng chúng ta sống nhờ những gì cho đi. Việc bản thân nhận được sự giúp đỡ và cũng mang tình yêu đi giúp đỡ những người khác sẽ góp phần lan tỏa tình yêu và phúc khí đến những người xung quanh. Một người với trái tim rộng lớn đầy biết ơn chắc hẳn sẽ là một người lương thiện sống hòa đồng với mọi người. Thứ sáu, Phúc khí đến từ sự biết đủ. Trên thế giới có biết bao là khó khăn, vì cuộc sống mưu sinh mà hàng ngày vất vả chỉ mong được đủ ăn, nhưng cũng có không ít những xung đột xảy ra chỉ vì lòng tham, sự ích kỷ. Từ cổ chí kim đến nay, mọi cuộc chiến tranh xung đột đều vì lòng tham, không biết đủ mà gây ra. Hậu quả mang đến khiến cuộc sống lầm than và đau khổ. Trong kinh Di giáo, Đức Phật đã dạy rằng người sống biết đủ, tuy nằm trên đất vẫn thấy an lạc. Người sống không biết đủ, dù ở thiên đường cũng không vừa ý. Hay hàm dục nhiều, lụy khổ thêm nhiều, sạt xảo sinh tử bao nhiêu cũng vì tham dục mọi điều gây nên. Chúng ta hẳn không thể trở thành một người vô dục vô cầu, nhưng những người có thể mang lại phúc khí cho bản thân chính là một người biết đủ. Không cầu mong tham muốn những điều ngoài tầm với của bản thân không để tham vọng che mắt mà làm ảnh hưởng đến người khác làm ra những việc sai lầm mà mang niềm hối hận cả đời mỗi con người đều có lòng tham tuy nhiên những người đại trí huệ sẽ biết được bản thân phù hợp với những gì những gì là dư thừa và không cần thiết biết đủ cũng chính là một loại hạnh phúc bởi hạnh phúc chính là những gì bình dị và phù hợp với hoàn cảnh con người của bản thân thứ bảy không ngừng học tập leonardo da vinci có câu học tập không bao giờ kết thúc hay loretta young từng nói nếu bạn ngừng học bạn ngừng phát triển xã hội hiện đại ngày nay phát triển rất nhanh nếu chúng ta không học tập tiếp thu cái mới ta sẽ dễ dàng đi ngược lại với thời đại và rất dễ bị đào thải khổng tử từ từng nói học không biết chán dạy người không biết mỏi để có thể có một cuộc sống trọn vẹn, ta không ngừng học hỏi và đón nhận những thách thức. Chúng ta không chỉ trau dồi kiến thức để trở nên mạnh mẽ hơn, tài giỏi hơn. Chỉ khi ấy ta mới có thể tạo dựng được xã hội tốt đẹp, mang kiến thức và sức lực đóng góp cho đời, giúp người và tạo ra phúc báu cho xã hội. Những người có trí tuệ, có phúc báu thường không khoe khoang về những kiến thức của họ hay những việc họ làm. Không coi thường người khác về những điều mà người ấy chưa biết. Mà họ luôn tự nhủ bản thân mình phải ngày càng cố gắng học tập để hoàn thiện bản thân, tạo ra nhiều giá trị hơn cho cuộc sống. Người trí tuệ hiểu rằng dậm chân tại chỗ chính là đang thụt lùi. Chỉ có học tập mới giúp chúng ta không ngừng tiến lên, không ngừng tích lũy, cổ động lại bản thân. Đến cùng sẽ giúp chúng ta hoàn thiện bản thân để rồi có được phúc khí tốt đẹp nhất. Trên đời này, những người có thể thấu hiểu được các yếu tố trên chính là người đại trí. Cuộc đời không sợ không có niềm vui. Tương lai không sợ không có hạnh phúc. Chỉ sợ bản thân nhủ trí, chưa gặp khó khăn đã vội trùng chân lùi bước. Người có nhiều phúc khí là người mang tấm lòng rộng lượng, mong muốn giúp đời, giúp người, không tính toán thiệt hơn hay để bụng những sai lầm của người khác. Nhưng tất nhiên rằng, mỗi người sinh ra không ai là hoàn hảo, không ai có sẵn cho mình phúc khí cả đời. Nhưng phúc khí chính là thứ mà bản thân mỗi chúng ta có thể tạo ra trong tương lai bằng chính lý tưởng của mình. Phúc khí giống như mầm cây trong rừng, chỉ cần được chăm bón đúng cách sẽ ngày càng phát triển và đâm chồi, mọc cao hơn. Khi phúc khí của bản thân đủ lớn sẽ như cảnh cây cao tỏa bóng che chắn, bao trùm và lan tỏa đến những người xung quanh. Chỉ sợ bản thân không ngày ngày rèn luyện, chấn chỉnh chính mình, không sợ người tu dưỡng nhưng không đạt được phúc khí cho mình bởi phúc khí sau này của mỗi người được tạo nên bởi chính cuộc sống của chúng ta. Kim Ngân cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Xin mến chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.